Chợ phiên xã Tả Phời, Hợp Thành, thành phố Lào Cai là một phiên chợ được họp vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Trước đây, chợ phiên này gần như không hoạt động do nằm gần trung tâm thành phố. Nhưng sau khi hai xã Tả Phời, Hợp Thành cùng lên phương án khai thác các giá trị của chợ phiên truyền thống, chợ phiên vùng cao, thì phiên chợ vùng cao ngay giữa thành phố Lào Cai đã hoạt động sôi nổi trở lại. Và nơi đây cũng trở thành điểm du lịch lý thú vào mỗi dịp cuối tuần. Những nông sản chỉ có ở vùng quê như thế này được bày bán hết sức đa dạng ở chợ Tả Phời, Hợp Thành. Đôi khi chỉ là củ khoai, củ sắn hay với những giò phong lan, mớ rau rừng, các mặt hàng nông sản người dân sản xuất ra cũng tiêu thụ thuận lợi hơn khi du khách thích thú với hình thức bán hàng này. Ban đầu cũng rất khó khăn, bởi phải đi bán rong rồi là bán khắp nơi. Thì trong 2 năm nay thì thấy đỡ. Nói chung là bán rất dễ. Bán cái gì cũng thuận lợi hơn, bán nhanh hơn. Bán 1 con lợn, 2 con cũng hết một hôm. Không chỉ lựa chọn được những mặt hàng vừa ý, du khách khi đến với phiên chợ cuối tuần cũng cảm nhận được nét văn hóa đặc biệt của chợ phiên, nhất là những du khách đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ở đây thì nó thể hiện được cái bản sắc dân tộc của từng vùng miền, cũng như là từng cái nguồn thực phẩm là tự sản xuất của cái người vùng cao rất là tốt. Điển hình như tôi thấy là nó có những cái món rất là lạ, thí dụ như những con tầm và rau củ thì chắc chắn là sẽ không sử dụng quá chất, rất là hấp dẫn. Cảnh nhộn nhịp của chợ phiên Tả Phời, Hợp Thành giờ đây trái ngược với thời gian trước, người dân trong xã được khuyến khích sản xuất các mặt hàng nông sản đặc trưng, đa dạng với mức giá rẻ, thu hút nhân dân trong thành phố và du khách đến mua bán tham quan. Đây cũng là điều kiện để vùng cao Tả Phời, Hợp Thành thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân. Tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ vào cái phiên chợ vùng cao để thu hút các du khách thập phương đến với lại bà con nhân dân. Cái thứ hai nữa là địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con là có những cái sản phẩm, những cái hàng nông sản của địa phương để mang ra chợ để bán cho du khách thập phương. Và đến hiện tại bây giờ thì chợ phiên vùng cao của hai xã thì các du khách đến rất là đông, thế và các cái mặt hàng rất là đa dạng phong phú. Chợ phiên Tả Phời, Hợp Thành với những nét độc đáo riêng có cùng với tiềm năng du lịch cộng đồng của vùng ven đô, nếu được phát huy hiệu quả sẽ là điểm nhấn cho du lịch của thành phố Lào Cai.